Trong nhiều thế kỷ, thế giới đã chứng kiến một số vụ đại dịch cướp đi sinh mạng hàng triệu người và kìm hãm sự phát triển kinh tế. Các đại dịch thường do các bệnh truyền nhiễm từ động vật gây ra. Các bệnh đó là do các mầm bệnh khác lây truyền giữa động vật, bao gồm gia súc gia cầm, động vật hoang dã, thú cưng và con người. Phần lớn các bệnh lây truyền từ động vật là có nguồn gốc từ động vật hoang dã và vật nuôi. Các bệnh này bị thúc đẩy bởi các quá trình làm gia tăng sự tiếp xúc giữa động vật và con người. Tại sao bệnh truyền nhiễm từ động vật xuất hiện tràn lan và trở thành đại dịch? Lý do đầu tiên là việc con người xâm lấn môi trường sống của động vật hoang dã, ví dụ như khai thác gỗ bất hợp pháp. Thông qua việc phá rừng, con người mở rộng địa bàn sinh sống, sản xuất nông nghiệp và giao dịch thương mại. Điều này khiến con người và động vật hoang dã có nguy cơ tiếp xúc với nhiều loại virus, vi khuẩn vốn sinh sôi nảy nở trong tự nhiên. Nếu ngón út là một trong những nguyên nhân khiến mầm bệnh lây nhiễm cho con người, thì các ngón tay khác lại là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự nổi lên của bệnh lây truyền từ động vật sang người. Sự dịch chuyển của con người, bao gồm du lịch trong nước và quốc tế, cùng với việc mua bán động vật và sản phẩm động vật, có thể đẩy nhanh sự lây lan của dịch bệnh. Nếu không có các quy định và giới hạn, dịch bệnh có thể nhanh chóng lây lan ra các quốc gia và khu vực khác. Khi một số loại động vật bị nhốt lẫn lộn trong không gian chật hẹp, ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh, như trong lồng các quầy hàng chợ hoặc xe tải, làm tăng nguy cơ lây truyền dịch bệnh. Việc lây nhiễm chéo sang động vật khỏe mạnh có thể xảy ra trực tiếp hoặc qua phân chất thải động vật từ lồng trên cùng sang lồng xếp bên dưới. Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loại virus dọc theo chuỗi cung ứng động vật hoang dã ở Việt Nam và các quốc gia khác. Chuỗi cung ứng liên quan đến các hoạt động như gây nuôi, bán và chế biến động vật hoang dã gây nguy cơ cao xuất hiện và lây truyền các bệnh từ động vật sang người. Các bệnh truyền lây từ động vật sang người qua đường thực phẩm do sử dụng thịt nhiễm bệnh chưa được nấu chín hoặc được chế biến không đảm bảo vệ sinh. Cuối cùng, buôn bán động vật hoang dã hợp pháp và bất hợp pháp đã làm tăng khả năng phơi nhiễm bệnh tật của con người. Nhu cầu đối với các sản phẩm như thuốc cổ truyền, thú cưng, thực phẩm và đồ trang trí thường vượt quá nguồn cung, góp phần vào việc buôn bán bất hợp pháp. Những nhu cầu này rất cao ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác. Hãy ngăn chặn các đại dịch trong tương lai bằng cách chấm dứt buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam. Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch.